Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình cho cá lồng ăn, sẵn quay cho bạn clip nha. Cũng lâu rồi không có lên clip mà cho cá lồng ăn cho bạn xem. Thì hôm nay là mình sẽ cho ăn quay cho bạn xem nha. Đây là bầy bói mới về. Bố mẹ là bói xịn nha bạn. Và bầy này cam kết bạn là không ăn thuốc, khỏe mạnh 100%. Cá tự nhiên nha. Nói chung là trong bầy này sẽ có mối bú xương chín, có đầu vàng, có cua rắm. Nói chung mấy con nổ đầu mình đang để cho bạn rất là mềm, nổ đầu vàng luôn. Hiện tại luôn là 2,5 củ. Đó, mấy bé mà chưa nổ đầu nhiều quá mới lên qua thị thôi. Để cho bạn 2 củ. Size là 16-18 cm thôi mà. Thì các bạn có coi clip mình phui thùng là bạn thấy được ha. Bây giờ mình sẽ quay cho cá ăn cho bạn xem ha. Các bạn theo dõi quá trình với mình. Hôm nay mình sẽ cho hết cá đồng ở chỗ mình ăn. Chứ là mình sẽ để những con cá đồng khỏe mạnh và lúa tốt cho anh em ha. Anh em coi, anh em thích bé nào anh em liên hệ ha. Ok, đầu tiên là bài này nha bạn. Bài này bầy này thì vảy leo cao, ánh kim sáng. Đó, body đuôi càng rất là đẹp bạn, có vàng có tím nha. Anh em thích vàng thích tím thì cứ liên hệ mình. Rất là đẹp nha, vảy leo cao, ánh kim sáng. Chỉ 2 củ thôi, quá mềm. Đầu vàng 2,5 củ. Đây là bữa cho ăn đầu tiên thôi. Khi em nói về chỗ mình nha bạn. Mình đang cho ăn là sâu sông vô bự luôn nha bạn, chứ không phải sông nhỏ đâu. Đó. Có nghĩa là các bạn về mình nuôi cho ăn sâu bự thoải mái luôn rồi nha. Ăn rất là sung nha bạn. Ok, lâu rồi mới lên clip cho cá đồng ăn cho anh em xem. Thì anh em xem và cùng relax với mình nha. Rất là vui. Nói chung là cho cá đồng ăn là cái khoảnh khắc mà mình thư giãn nhất các bạn. Nhìn những cái xinh xinh của mình ăn khỏe mạnh còn vui hơn các bạn. Mình đam mê cá đồng cũng vì nét đẹp của nó thứ nhất. Thứ hai là trong quá trình cho ăn đó bạn. Thì nói chung bài này cũng mới về nên đây là lần đầu tiên mình cho ăn. Anh cũng còn khá rón rén, chưa sung lắm. Nhìn mới về nhà bạn cũng vậy bạn, bạn cho nhịn đói từ 2 đến 3 ngày. Cá nhỏ nhịn 2 ngày thôi. Rồi sau 2 đến 3 ngày bạn hãy cho ăn ha. Đó, bầy này rất là đẹp bạn. Vảy leo cao ánh kim sáng. Đầu nổ vàng phun lưng. Chỉ 2 củ 5 ha. Còn mấy bé mà chưa nổ đầu vàng nhiều mình để cho bạn 2 củ thôi. Đa số bầy này là 2 củ hết bạn. Chai đuôi kính nha. Vảy leo cao ánh kim sáng. Bố mẹ là bói xịn và không có dùng thuốc nha bạn. Xe này cũng không ai đánh thuốc chứ chưa, cũng ai chưa ai phơm hết bạn. Xe này còn nhỏ mà, khoảng 16-18 cm thôi. Ok, người ta chưa phơm đâu. Cái nên mình 22-25 đó, cái size 22-25 là cái size mà người ta bắt đầu phơm và đánh thuốc. Phơm đèn rất là mạnh mà. Ok, xong. Đi vô mấy con mình tách sẵn bày ra nè. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ về từ từ ha bạn. Có những bài cá đẹp mình sẽ lấy về và giới thiệu anh em. Con mấy bé này thì mình tách ra sẵn rồi nè. Con này bói tím ngày mai giao cho anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cho ăn con sâu nha. Bây là mình sẽ giao luôn con này cho anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Vừa cho ăn con thôi rồi qua thành phố Hồ Chí Minh. Mấy con này mình tách ra sẵn rồi. Cho
chung là mới lần đầu ăn nên là còn rón rén. Rồi, cá cực khỏe nha bạn, ăn sâu bự được rồi, thoải mái nha, xuống đây. Ok, dưới đây là mình có rắc sẵn mấy con đầu vàng nè bạn. Đầu vàng thì 2.5 nha, rất là đẹp. Ok, vậy là mình đã cho xong vàng mối ăn nha bạn. Giờ tới vàng huyết nha. Huyết lông bên mình bây giờ là size 22-25. Đổ cực kỳ em luôn, ngang body đuôi càng 6.8 một bé. Càng rất là dài bạn thấy không. Đây là từ những con huyết nhỏ size 12-14-15 xăng lớn lên. Bây giờ là size 22-25 xăng. Hơn gan tay mình xíu em. Gan tay mình 22-23 xăng. Bây giờ nó hơn gan tay mình xíu, thì khoảng 23-25 xăng các bạn. Thì chỉ đổ cho anh em rất là êm, chỉ 6.8 nha. Body đuôi càng cực kỳ xịn nha bạn. Mắt môi chỉnh chỉ, càng cực kỳ dài luôn. Ăn uống thì sung khỏi bàn nha. Cá mình này chăm sóc từ xe nhỏ lớn lên. Huyết lông Indo Super Red, đuôi to càng hạ dài, mắt ngồi chân chỉ, size 22-26.8 một bé nha bạn, quá đẹp. Có bé ở giữa là nhảy qua bị cắn hết đuôi, nó sẽ mọc lại thôi, nhưng mà mình sẽ không giao lưu cho bạn đâu nha. Khi nào mọc đuôi lại thẳng đàng hoàng mình sẽ giao lưu. Còn hiện tại nó mới nhảy qua cắn đó, bạn thấy không, cắn te tua luôn, còn chút xíu đuôi. Còn các bạn nào mà chịu lấy về dưỡng đuôi, mình bóp cho bạn một củ luôn, còn 5.8 ha. Về chịu khó dẫn lại, đuôi mọc nhanh lắm mà. Bạn thấy bộ đuôi cực kỳ to và khách hàng càng cực kỳ dài luôn. Ăn uống thì khỏi nói, ăn bao sung bao khỏe cho bạn. Đi 6.8 một mé nha.
hết vàng quýt nha bạn. Ở trong nãy mình mới cho ăn là 5 con, ngoài đây nếu coi 3, 7, 9, 9 con nữa liền là mình còn 14 con nha. Đi hết 14 con quýt, cho ăn 14 con quýt. Chất cực kỳ cao, mối xin xịn nha bạn, 6.8 một mét. Hiện tại là size 32-35cm nha bạn. Full chạy đuôi, cũng kiểu xé, body luôn kìa. Chỉ 6.8 nha bạn. Mỗi xài 3x nha bạn, 32-35, 32-35cm. Mỗi xinh xịn nha bạn, càng cực kỳ dài luôn, càng quyết luôn, mà bạn thấy không, càng cực kỳ dài luôn. Còn 7 con duy nhất nha bạn, cực kỳ khỏe, ăn uống sung body nha, không ốm nhắc nha.
xuống.
cho đi. Thêm đợt sau nữa. Cái bên bánh ghế nha, các bạn, đây là bán huyết lông mà mình đã xử lý dưa môi và sẽ mắt luôn đó, mắt rất là đẹp và môi đã sát luôn ha. Anh em chơi lợn men đang để lúa rất là mềm cho anh em, size 4x 5 củ 8, cá đã khỏe mạnh và ăn uống từ khi sung nha bạn. Nói chung là bữa cũng có mấy ông chốt nhưng mà
nói chung là bị bể kèo. Cái ông nó chốt xong là nhiều, rất là 5-6 anh em hỏi là mình báo là đã giao lưu rồi, thành ra là bị ông này ông chơi, ông lật kèo mình, thành ra là vẫn còn nha anh em. Đăng lên cho anh em biết cái con này bữa hổm là ông kia ông chốt xong, ông này mới học lớp 12 à, ông đo, trước ông lấy mình con đầu vàng, ông đòi đổi mình chốt kèo xong các thứ cho ông xong, xong cái qua ngày hôm sau ông nói gì, gia đình không cho đổi gì đó các thứ rồi xong. Mà cái ngày hôm sau trước đó là 5-6 anh em hỏi mình nói là đã giao lưu cho em trai đó rồi đó, nên là mình đăng lên đây mình báo lại với anh em là bị bẻ kèo với ông lớp 12 nha. Từ giờ nha anh em, mình không nhận chút miệng, chừng nào anh em chuyển lúa anh mình mới xác nhận là chính xác nha, chứ không chơi chút miệng nữa nha. Để nhiều anh em cần ta lấy, ông kia ông chốt đã, ông không lấy thì ông báo mình nữa, trong khi mình báo với người ta là chốt rồi, rất là phiền luôn, thành ra khó cho mình vậy á. Con này 5-8 không chơi, chơi gì anh em, siêu càng. Trước mình giao lưu cho anh trai này cũng là 8-8 á, ảnh nuôi cũng cả năm trời, nói chung bị dư môi thì mình đã chỉnh cho anh em luôn rồi, sệ mắt thì mình đã, nói chung con này cũng không có sệ nhiều mình, nhưng mà mình đã cắt mắt luôn cho anh em, thì anh em về chơi khỏi lo sệ mắt thôi đó, mình cắt mắt luôn rồi đó, mình cắt môi luôn rồi, môi giờ hết dư, mắt giờ sát rạc luôn, không sợ sệ mắt luôn, không sợ dư môi luôn, cho ăn cho uống thoải mái luôn đó. Bạn thấy không, vẫn thấy đường kiếm sâu đó, thấy không, con sâu dưới đáy vẫn thấy đường nha, môi rất là sát luôn rồi, hồi bữa nó dư ra cả khúc rồi, nay mình cắt sát luôn rồi, cho ăn khỏe mạnh luôn ha. Rồi quá mềm luôn, 5-8 anh em nào thấy ok anh em lụm ha, mình không ép anh em giao lưu, cảm thấy hợp lý thì lụm thôi, chứ đừng có chút miệng nha anh em, mình giờ không nhận chút miệng đó nha anh em, kể từ ngày này về sau là mình không chơi chút miệng, chuyển lúa làm việc anh em ơi, chút miệng còn mấy ông nó tới nó lui quá, nên là từ giờ mình chỉ nhận chốt khi mà đã chuyển lúa, còn mà chốt mà chưa chuyển lúa là không có thể là chốt nha anh em. Trời ơi, công tình 5-6 ông kia ông hỏi quá trời luôn, ông này chốt rồi ông nói mời em chuyển, mời em chuyển lúa cho, sao cái mời quá, nói gia đình em có chuyện không có đeo luôn con đó được, quê mình không, tại mình cũng ưu tiên anh em đã lấy cháu của mình muốn đổi về á, nên mới ưu tiên với ổng báo trước nữa, hay về đâu chơi kỳ thiệt chứ. Từ giờ là anh em nào cũng như nhau nha, chuyển lúa là mình chốt cho người đó chứ không có nói miệng đó anh em. Con này chỉ 5-8 thôi anh em, để mềm cho anh em luôn, size 4X nha anh em, siêu càng, từ quyết nhỏ mình lớn lên thì cho ăn mồi bự hơn miệng nó dư môi, nó về mình cắt đa số quyết là dư môi anh em, đa số quyết là mình thấy bị dư môi hết, thì dư môi mình chỉnh anh em. Con này là mình đã cắt mắt cho anh em luôn rồi, con này không có sẻ mắt nhiều nhưng mà mình cắt mắt luôn nha anh em. Đó, anh em nào hợp nhãn thì lụm ha, 5-8 xe 4X ha. Ok, ngoài ra mình còn 3 em ngân Albino xe nhỏ nha, hàm cá mập luôn, bản dày luôn, lưng cao luôn, để cho anh em 6 xịn con thôi, còn 3 con duy nhất nha đó, dành cho anh em nào lấy hết 3 con nha, không có lẻ nha anh em. Ok chưa, à quên nữa, hình như mình có giao lưu cho ông nào 2 con rồi, coi như là còn 1 con duy nhất rồi bạn ơi. Còn 1 con duy nhất 6 xịn nha anh em, sorry giờ mới nhớ, tại ông lấy một con bối 2 cũ với thêm 2 ngân Albino này, mình tước củ 2 nữa. Trời ơi, hàm cá mập hồi trước mình để một củ 2 con á, giờ còn 3 con duy nhất nè. Vậy là ông kia 2 con ngân Albino với con bối, vậy là còn 1 con thôi anh em. Sorry. Vậy còn duy nhất 1 con nha 6 xị. Anh em nào chơi thì lụm ha. Đó.
hàm cá mập nha anh em, ăn uống khỏe mạnh đàng hoàng. Rồi, nói chung cũng hết bầy rồi anh em ơi. Từ từ có bầy cá ngon này. Thứ nhất ngon, thứ hai khỏe, lúa tốt mình sẽ giới thiệu anh em chơi ha. Ok. Trước mắt anh em là bầy ngân Amino size 30, 32, 35. Một củ 3 90 một bé. Ngoài ra có 4 bé ngân long thường size khoảng 28, 30. Nè, ngân long thường là bạn thấy nó khác biệt với ngân long Amino nè, thấy không? Đó. Một con ngân long thường nè, hai con ngân long thường nè, size 28, 30. Hai xị một bé. Ngân long thường nha, có 4 bé duy nhất đó, 4 bé. Size 28, 30, hai xị bé thôi. 4 bé duy nhất. 1 2 3. Đó, bạn nhìn vô bạn thấy khác biệt là ngân thường nè. Đó, ngân thường ngân Amino nè. Nó khác hoàn toàn nha bạn. Và ngân Amino này size 32, 35. Một củ 3 90 một bé nha bạn. Size 32, 35. Một củ 3 90 một bé. Ngân Amino size 32, 35. Một củ 3 90 một bé. Ok, cá ăn rất sung và khỏe nha bạn. Ngân thường mình có 4 bé thôi, để cho anh em hai xị size 28, 30 nha. Rồi, hiện tại bây giờ là buổi trưa, nắng nóng, trời rất là hầm, mình cho cá ăn cá rất là khỏe nha bạn. Còn con này mình đang để cho anh em 5 củ 8 là size 4X nè, hết cắn đuôi nha anh em, hết cắn đuôi. Đã xử lý dư môi cho anh em, đã xử lý dư môi và cắt mắt luôn cho anh em rồi, khỏi lo sợi mắt nữa ha. Đó. Ok chưa, chỉ 5 củ 8 nha, để mềm luôn. Đang để cho cái hồ công nghệ 1m50, rất là đẹp nha. Ok, bích sinh khốc liệt nha anh em. Để mình quay một dòng cá nữa cho bạn xem. Đây là bé quyết long size 70-72. Nói chung là mắt môi khá ok, có đuôi bị dập nang xíu, mình để 16 củ 8 nha anh em, bự lắm nha. Trong clip anh em thấy vậy chứ thật sự rất là bự nha. Cái hồ này dài 1,5m đó anh em, 1,5m nha. Nó bự lắm. Anh em là chơi lụm ha, nuôi cộng đồng rất là đẹp. Còn bé này cũng 72, 75 nè. Siêu bự nha anh em. Con này thì mình đang để cho anh em là 29 củ nha anh em. Chỉnh mắt môi đẹp rồi. Không còn cái lúa 29 củ nữa anh em ơi. Nhiều ông giờ đồ lấy 19 củ mình đâu có để đâu. Làm gì có lúa này. Giờ là 29 củ anh em, hồi trước mình thi lánh lúa mềm 19 củ anh em không lấy, tự nhiên bây giờ quay lại đồ lấy đâu có được anh em. Lúc mình thi lánh không lấy thôi, giờ mình đang để 29 củ nha anh em. Ai yêu thì liên hệ nha, còn không yêu đừng nói lời cay đắng. Mình để mình chơi thôi. Quá đẹp. Mình đã chỉnh mắt môi con này và không bị sệ mắt, không bị dư môi nữa nè. Hoàng mỹ một con quyết long không lỗi nha bạn. Size 72, 75 xăng. Body đuôi càng. Bạn đừng có chê cái đuôi nó tia trắng như vậy nha. Đuôi tia trắng, bạn thấy mấy con cơm bay á, là đuôi nó toàn vậy trắng và nó thổ ra. Con này nếu mà đánh thuốc cơm bay á, thì nó sẽ ra đuôi lọng mà càng lọng nữa. Siêu phẩm đó bạn. Chứ không phải là bạn thấy trắng gì bạn chê nha. Mấy con gì mà đánh thuốc lên là cái đuôi nó lọng ra và to ra như mấy con cơm bay, đa số là cá thuốc bạn. Để kích thích đuôi với càng nó mọc dày và bự ra. Thì con này là nếu mà có thuốc đó là đánh là bảo đảm bạn là đuôi nó lọng ra và càng nó lọng ra cực kỳ đẹp. 29 củ khoai. Ai yêu liên hệ, không yêu đừng nói lời cay đắng bạn ơi. Kiếm con thứ hai giống vậy không ra nha bạn. Quan trọng là bạn kiếm được con cá mà size này, mắt sát môi sát như vậy nha, không một lỗi nhỏ nha bạn. Đó, quan trọng như vậy. Hồi đó mình làm con này xong á, anh em chê mắt thụt vô, nay nó ra lại nó đầy đặn đình đẹp không, không một lỗi nhỏ luôn. Bây giờ là con cá hoàng mỹ nha, rất là đẹp. 29 củ khoai cho bé này. Rồi, nói chung thì mấy con bự này mình đa số mình để chơi bạn. Giờ chủ yếu giao lưu cho anh em cá nhỏ nha, cá nhỏ lúa mềm chứ cá bự thì mình để chơi. Chứ mấy ông đừng đầu lấy 19 củ nữa, đâu có lúa đó anh em. Thì hiện tại mình đang còn 7 con bối xin phẩm chất tốt size 32-35. Thì nãy mình đã quay xét cho ăn rồi, bạn thấy rồi, rất là đẹp ha. Quyết long thì mình còn 14 bé size từ 22 xăng cho tới 25 xăng, rất là đẹp. Còn là body đuôi càng, bạn thấy chiến không, đuôi rất là to và thích, bạn thấy không, rất là to và thích. Đằng sau đó ba đuôi thích với nhau tam qua. Body sumo bản dày, bạn thấy không, quyết từ quyết nhỏ mình lớn lên và bao với bạn nó thiệt chứ. Phẩm chất là không có gì để chê đâu bạn, và cực sung khỏe nha. 6 củ 8 một bé thôi bạn.
chỉ 6 củ 8 một bé thôi. Bạn nào chơi thì lụm ha. Nó ăn uống rất là sung, con nào giờ cũng no hết. Chỉ 6 củ 8 một bé. À, còn bói xin xịn nha bạn. Đây là những con khuôn xin mà mình nhập về với lúa hơn 8 củ một bé. Bây giờ đổ cho anh em chỉ 6 củ 8 một bé thôi. Anh em không chơi chơi cái gì? Còn là body đầu vẫn còn đặc này ha. Đó, này full lu luôn nè. Full blue. Anh em chơi mình chịu luôn. Size 32 35 nha các bạn. Đó, con này size khoảng 35 cân luôn nè, con này bự nhất bài body sumo luôn nè. Đó. Chỉ 6 củ 8 mà. Mối xịn nha. Phẩm chất cao. Cá không ăn thuốc lên body hết nha các bạn. Cá khỏe nha chứ không phải cá thuốc nha. Cá thuốc ấm nhất nè. Cá mình bạn thấy mập mạp body không thấy không? Chỉ 6 củ 8 một bé thôi. Mày vô mày vô. Ánh kim full sáng luôn nha. Ok. Quyết Long size 22 25 các bạn. Có con này là size khoảng 30 luôn nè. Mình đang để cho anh em đúng 6 củ 8 luôn. Hôm nay mỗi đang để anh em rất là em chỉ 6 củ 8 nha. Anh em mà chơi là con này size khoảng 30 32 luôn nha. Còn mấy con này là 22 25 nè. 6 củ 8 body semi bản dày luôn nè. 6 củ 8 nha anh em. Rồi. Bầy bói này của mình là không ăn thuốc bạn ơi. Có vàng có tím luôn nha. Nói chung đa số là 2 củ một bé thôi. Nổ đầu vàng mới 2 củ rưỡi nha anh em. Nói thiệt với bạn bói đầu vàng mà 2 củ rưỡi, bói bú số 9 2 củ là quá mềm luôn bạn. Size này là bạn như bạn thấy là ăn sâu bự rồi, thấy không? Ăn sâu bự thoải mái. Cực kỳ khỏe nha bạn. Các bạn thấy không? Con nào cũng lấy mặt út thấy không? Con nào cũng ăn được khỏe mạnh nha chứ không phải cá không ăn được nha. Cá không ăn được, cá ăn thuốc yếu á. Lúa rất là mềm, thậm chí là màu nó có thể sáng hơn chút. Nhưng mà nó hiện các bạn là đa số là cá thuốc không. Còn mình cam kết cho bạn này là bố mẹ là bói. Bà cá tự nhiên không ăn thuốc, không đánh thuốc gì luôn. Mình cam kết cho bạn như vậy. Tại mình đặt người ta, mình báo với người ta là khỏi cần đánh thuốc gì hết. Để nguyên mẫu, nguyên thủy bói luôn. Về anh em thấy chơi được thì chơi. Anh em tự phơm lên phẩm chất nó là chính xác là bói. Đó, anh em khỏi sợ lầm. Với lại khỏi sợ bị cá thuốc. Đó, khỏi sợ bệnh, khỏi sợ yếu. Ăn như hạm. Nổ đầu vàng 2 củ 5. Bói bốn số 9, quẩy leo cao, ánh kim sáng, chai đua kính 2 củ luôn. Đó, mấy con nổ đầu vàng mình lấy 2 củ 5 thôi. Còn mấy con mà không nổ đầu vàng nhiều á, anh em về phơm lên đi. Bố mẹ là bói không có sai đâu được đâu. Vàng tím có đủ nha anh em. Ok. Chung thì từ từ đi anh em. Từ từ cá gì mình cũng có để mà phục vụ anh em giao lưu ha. Bé này thì có một anh khách đã chốt nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Nãy mình cũng có cho ăn rồi. Bé này nãy bày đặt cái kén không ăn nè. Đầu ngủ luôn nè. Đi cái hàng heo mới bạn. Rón rén còn rón rén. Con này là bên bển người ta bẻ mỏ bạn thấy không? Đó, ta bẻ chứ không phải mình bẻ nha. Đang dưỡng kỹ cho nó lên, nó hồi lại mỗi cái mỏ nó lành lại nó đẹp. Nên mình tách riêng ra. Đó, mấy bé đầu vàng là vậy nè bạn. Đó, này nhỏ thôi. Con này là về bạn phơm là như full luôn bạn. Nó thiệt chứ bạn quá mềm luôn. Con này mình để có 2 củ 5 thôi. Quá đẹp luôn thấy không? Đầu vàng nè. Con này có một em trai đã chốt rồi ha, đã chuẩn lúa rồi, đang giữ cho em. Có mấy con đầu vàng mình tất cả sẵn cho mình thôi. Ok. Đây là những con quýt size 22-25cm bên mình. Để đèn trắng nè bạn, con xanh dương. Bao đúng quýt long Indo nha. Anh em mà nuôi thành hồng long á, mình dám lấy uy tín là mình đảm bảo cho anh em. Không bao giờ anh em nuôi thành hồng long á. Đúng quyết long 100%. Ông nào mà nuôi thành hồng long á, hoặc là anh em nào mà xác nhận con này mà hồng long gì đó, anh em cứ kiếm mình. Trời ơi, bao với anh em luôn. Đúng quyết long Indo nha. Mình làm là uy tín nha anh em. Anh em khỏi sợ lầm. Chứ con hồng long anh em dễ bị dính lắm nha. Đó, còn đuôi to càng dài. Chỉ 6 củ 8. Con chơi chơi gì anh em. Đó, nó dài hơn gang tay mình xíu nữa không. Size 22-25cm anh em. Chỉ 6 củ 8.
nè, để vô câu ken nè, trưng bày nè, bước chưa, ăn uống cực kỳ khỏe và sung các bạn. Nó ăn cái bụng ốc nóc thấy không. Ok, anh em có chơi ủng hộ giúp mình nha, anh em yêu mến mình rất cảm ơn. Đó, mixing không đẹp nha anh em. Ok, nói chung là lâu lắm mới làm clip cho cá ăn cho bạn xem. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe, nhiều bình an hoặc nhiều may mắn nha. Có chơi cá rồng hoặc bất kỳ nhu cầu gì cá rồng cứ liên hệ với mình nha. Có thu cá rồng cho anh em gần xa luôn, lúa hợp lý mình tới tận nhà thu cho anh em nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em clip sau. Chúc anh em một ngày vui.